Quý vị thân mến, mới đây thì Lexus vừa giới thiệu mẫu xe điện sạc pin đầu tiên của họ, chiếc US300e được triển lãm tại ô tô quốc tế Quảng Châu. Xe dự kiến sẽ bán tại thị trường Trung Quốc và châu Âu vào năm 2020, trong khi đó tại Nhật Bản sẽ là vào đầu năm 2021. Kể từ khi giới thiệu RX400H năm 2005, Lexus đã trở thành thương hiệu tiên phong về công nghệ xe chạy điện, mang tới những sản phẩm vừa sở hữu khả năng vận hành vượt trội, đồng thời vẫn thân thiện với môi trường. Tại triển lãm Tokyo 2019, Lexus đã giới thiệu chiến lược thúc đẩy dòng xe điện toàn cầu gọi là điện khí hóa Lexus, Lexus Electrified, tập trung vào việc mang đến bước nhảy đột phá về khả năng vận hành, xử lý tay lái và cảm giác lái. Đặc biệt, công nghệ Lexus Electrified cho phép tích hợp điều khiển hệ thống truyền động, hệ thống lái, hệ thống treo và phanh, tối ưu hóa tiềm năng của công nghệ điều khiển động cơ điện của Lexus Hybrid. Với công nghệ này, Lexus có thể kiểm soát lực tái tạo nên tùy chọn lái theo từng điều kiện. Là mẫu xe điện đầu tiên US300e chạy điện hoàn toàn phù hợp với vận hành trên phố hay cao tốc, các kỹ sư của Lexus vẫn giữ phong cách khác biệt và tính đa dụng trong thiết kế của Lexus UX, đồng thời tập trung vào việc tận dụng thế mạnh chỉ có trên dòng xe điện. Động cơ cho công suất lớn của UX300e tạo nên khả năng tăng tốc cực kỳ mượt mà và mạnh mẽ. Pin dung lượng lớn đặt ngay dưới sàn xe tạo trọng tâm xe hạ thấp và giúp xe có thể vận hành liên tục trong 400 km. Cùng với các công nghệ kết nối tiên tiến nhất, UX300e tối đa hóa các ưu điểm của dòng xe điện, đồng thời vẫn mang lại cảm giác lái hứng khởi và tiện nghi, thể hiện triết lý đối lập song hành của Lexus.